Hi, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh Crypto Airdrop, kênh chuyên làm những dự án Crypto MMO. Và nếu bạn nào chưa đăng ký kênh, hãy bấm chuông đăng ký để cập nhật những video mới nhất mà mình chia sẻ trong kênh. Trong video hôm nay, mình sẽ hướng dẫn mọi người tham gia dự án Valve. Tham gia về sự kiện Airdrop từ dự án này, mọi người sẽ nhận được 5.000 token Valve, tương ứng giá trị nó khoảng 32 đô. Về mỗi một nếu mọi người mà được để tham gia sự kiện Airdrop này, mọi người sẽ nhận thêm 1.250 token từ dự án này. Rồi sau đó mọi người bấm Start để tiến hành support làm nhiệm vụ của dự án này. Sau này Airdrop, đầu tiên mọi người tiến hành làm nhiệm vụ cho Airdrop và channel của dự án trên Telegram. Rồi sau đó mọi người xác thật tôi không phải là người máy. Tiếp theo mọi người tiến hành follow dự án trên Twitter. Người tiến hành follow dự án trên Twitter. Tiếp theo mọi người tiến hành retweet bài post của dự án. Người like và retweet lại bài post này. Sau đó mọi người tiến hành follow CEO của dự án này trên Twitter. Rồi sau đó mọi người tiến hành retweet thêm một bài post của dự án trên Aerostar. Rồi mọi người tiến hành tìm kiếm về bài post và dự án VLVN, mọi người like và retweet lại. Rồi sau đó mọi người quay trở lại sáp post, mọi người click vào registration. Mọi người tiến hành giải mã captcha, nhập địa chỉ email của mình. Sau đó mọi người tiến hành gửi địa chỉ ví mạng Binance Smart Chain. Mọi người có thể dùng ví MetaMask hay Hashsec Wallet. Tiếp theo mọi người tiến hành gửi profile link Twitter của mình. Rồi sau đó mọi người tiến hành gửi link mình để retweet bài post của dự án. Rồi để nhận thêm phần thưởng từ sự kiện Airdrop này, mọi người có thể copy link mà bạn bè hoặc người thân của mình tham gia cùng. Video của mình đến đây là kết thúc. Hẹn gặp mọi người ở những video tiếp theo.